Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến, yếu sinh lý là nỗi niềm khó nói của các đấng mày dâu Nếu không tìm ra được nguyên nhân và cách điều trị kịp thời, yếu sinh lý có thể dẫn tới những tác hại khôn lường đối với sức khỏe Đồng thời nó còn là kẻ âm thầm gây nên sạn nứt của các cặp đôi Vậy yếu sinh lý là gì? Và chính nguyên nhân dẫn đến yếu sinh lý là như thế nào? Thì hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về các vấn đề này Đầu tiên chúng ta tìm hiểu là yếu sinh lý là gì Yếu sinh lý là tình trạng liên quan đến các bệnh như là rối loạn cương dương, liệt dương, bất lực hoặc là dân gian còn được ví von là bệnh trên bảo dưới không nghe. Khi bị yếu sinh lý thì nam giới không có khả năng đạt được hoặc là duy trì trạng thái cương cứng, sung mãn trong quan hệ và là hoạt động tình dục. Nó cũng được thể hiện ở việc không có khoái cảm hay là không muốn giao hợp hoặc là cảm thấy đau khi giao hợp. Vậy giải mã nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu sinh lý này là như thế nào? Thứ nhất, yếu tố thần kinh tâm lý thần kinh căng thẳng làm việc quá sức kéo dài dẫn đến rối loạn giấc ngủ, rối loạn sinh lý và mất dần ham muốn. Thứ hai là do nội tiết tố. Đây là nguyên nhân rất thường gặp do liên quan đến yếu tố tuổi tác, chủ yếu là nam giới từ độ tuổi trung niên. Cụ thể là do sự suy giảm testosterone, hormone sinh dục nam giữ một vai trò quan trọng trong khả năng tình dục của nam giới. Sự suy giảm testosterone bắt đầu xảy ra khi nam giới ngoài 30 và biểu hiện rõ rệt khi nam giới ngoài 40. Khi nồng độ testosterone trong máu giảm dưới mức trung bình sẽ làm giảm sự hưng phấn và làm ham muốn tình dục giảm đi gây hiện tượng rối loạn cương dương do bệnh tật, các bệnh tim mạch, huyết áp và tiểu đường cũng là nguyên nhân gây giảm yếu sinh lý. Tiểu đường gây tổn thương đến hệ thống dây thần kinh tại bộ phận kín khiến cho việc dẫn truyền thông tin ham muốn từ não tới cơ quan sinh dục chậm hoặc là mất hẳn. Quá trình sơ vữa động mạch biến chứng thường gặp ở người bệnh tiểu đường cao huyết áp cũng gây hẹp cản trở việc huy động máu để trở về dương vật, làm giảm khả năng cương cứng. Ngoài ra người ta còn thấy rằng việc sử dụng các thuốc trị tăng huyết áp, thuốc chống trầm cảm hay là thuốc chống động kinh cũng là một trong số các nguyên nhân gây rối loạn cương dương. Đối với trường hợp này thì nếu phát hiện sớm và có cách điều trị kịp thời sẽ được khắc phục trước tình hình này. Tiếp theo chính là do lối sống. Một lối sống không lành mạnh cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng trên bảo dưới không nghe. Lạm dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy. Trong rượu bia, thuốc lá và ma túy có nhiều chất kích thích làm co mạch, suy giảm testosterone gây yếu sinh lý kéo dài. Lối sống ít vận động. Rất nhiều người bị yếu sinh lý do lười vận động, điều này làm ngừng trệ các hoạt động về tuần hoàn và co cơ kém. Thừa cân béo phì. Lượng mỡ thừa sẽ làm cậu nhỏ bị rụt, khó đẩy máu cho vào dẫn trạng thái khó cương cứng. Chế độ ăn uống mất cân bằng, thiếu vitamin, kẽm, axit amin ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất tinh trùng ở nam giới. Vậy yếu sinh lý có chữa được không? Yếu sinh lý hoàn toàn có thể chữa trị nếu như bạn tìm ra được nguyên nhân và áp dụng các phương pháp điều trị thích hợp. Trước tiên thì bạn phải xác định được nguyên nhân nào gây ra tình trạng này để có thể biện pháp can thiệp hợp lý nhất. Bước 1 là xác định nguyên nhân. Trường hợp thứ nhất là nếu mà nam giới bị ảnh hưởng mà sinh lý do nguyên nhân bệnh lý cần gấp rút chữa khỏi bệnh lý để đưa cơ thể về trạng thái khỏe mạnh nhất thì các vấn đề sinh lý cũng có thể dần được cải thiện. Ngoài ra thì các tật dương vật bẩm sinh như là hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu cũng như có ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến sinh lý và cần có can thiệp phẫu thuật để giải quyết. Trường hợp thứ hai, chỉ là nếu nguyên nhân do tâm lý thì nam giới cần cân bằng lại cuộc sống giữa công việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý để cơ thể phục hồi năng lượng cần thiết, từ đó dần dần lấy lại được phong độ của yêu. Trường hợp thứ ba là khi bị suy giảm hormone sinh lý thì nam giới cần hỗ trợ các dòng thuốc đặc trị nhằm khôi phục chức năng hoạt động của hệ sinh dục, duy trì độ dẻo dai và sức bền sinh lý. Bước thứ hai, chờ tuân thủ những can thiệp của y học. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và tình trạng bệnh tình, nam giới sẽ có những chuẩn bị khác nhau về việc dùng thuốc đặc trị hoặc là can thiệp phẫu thuật, tiến hành ngay và tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình điều trị sẽ giúp cải thiện nhanh chóng được tình trạng bệnh tình. Bước thứ ba là tích cực tập luyện thể dục thể thao. Tập luyện thường xuyên giúp cho cơ thể giải phóng năng lượng thừa, ngăn ngừa tích mỡ có hại nhằm duy trì cơ thể khỏe mạnh tích cực. Điều này giúp cho hỗ trợ đáng kể vào quá trình điều trị sinh lý. Khi cơ thể khỏe mạnh thì mọi cơ quan trong cơ thể hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả của các tác động tích cực đến hệ sinh dục, giúp cho hệ sinh dục nhanh chóng và có được phòng độ sung mãn như ý. Bước thứ tư chính là sử dụng mãnh lực dương. Đây là sản phẩm giúp bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý cho nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối do thận hư. Sản phẩm này được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Các bạn có thể mua qua hotline hoặc là zalo số 089 991 8585, được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.